Tu Mang, chúng ta nói chuyện có được không? Tu Mang, Tu Mang, mở cửa ra đi. Tu Mang, anh không làm gì, em sẽ không dừng xe. Anh cố ý sao? Anh bị điên hay sao hả? Anh tưởng là em sẽ quan tâm anh sao? Nhưng mà đau thiệt đó. Anh làm gì vậy? Lúc nãy anh không nghe họ nói sao? Họ đã nói rồi, lai lịch đứa bé này không rõ ràng. Ba đứa bé là ai ngay cả em cũng không biết. Còn nữa, cô của anh đã kêu em lựa chọn giữa anh và sự nghiệp. Em đã chọn sự nghiệp từ bỏ anh. Đúng, con người của em là vậy đó. Em chính là... Anh sẽ yêu thương đứa con này. Cho dù tương lai mình chỉ có đứa con này, anh cũng bằng lòng. Nếu người khác biết thì bên ngoài họ sẽ nhìn nó như thế nào? Lúc nó phải chịu đựng những áp lực đó, nó sẽ ra sao đây? Tôi sẽ giao cả tập đoàn Ngải Mỹ cho Trịnh Sở quản lý. Còn cô, ngoài trao cho nó một đứa bé không biết rõ ba của nó là ai ra, cô còn có thể cho nó cái gì? Con cũng sắp là người làm mẹ rồi. Đợi khi đứa bé lớn lên, con sẽ hiểu tâm trạng của chúng ta bây giờ. Trịnh Sở, buông tay đi. Tu Mang, em nói anh buông tay ra đi. Được, nếu như anh không tin, vì điều kiện của cô mà em từ bỏ anh, thì em sẽ nói lý do mà anh có thể tin. Sợ gì em từ bỏ anh là vì em không tin rằng anh sẽ yêu thương đứa bé như là cha ruột của nó được. Em không thể lấy hạnh phúc của con mình ra để đặt cược. Vậy nên, nếu lựa chọn giữa con và anh, em sẽ chọn con. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Một năm, hai năm, hay là ba năm, yêu ai yêu cả đường đi. Có lẽ anh yêu em mà yêu đứa bé này, nhưng sau này thì sao? Thời gian sau này thì sao? Anh có con riêng của mình, anh còn yêu nó nữa không? Hoặc anh nói sau này chúng ta không có con của mình, anh có thể không? Ba mẹ anh có đồng ý rồi không? Rồi họ sẽ hiểu thôi. Hiểu thế nào hả? Tình yêu không được chúc phúc sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em vẫn nói câu đó. Em đã là người làm mẹ rồi. Nếu so với anh, em yêu con mình hơn. Tu Mang, anh sẽ không từ bỏ đâu. Thank you.
Khả Lạc, tiểu Khả Lạc, mày ngoan nhất, mày ngoan lắm. Sao mày ngoan vậy chứ? Ngoan quá. Ngoan quá. Thôi này nói em tới đây anh còn không tin nữa chứ. Em hơi căng thẳng. Em căng thẳng cái gì chứ? Căng thẳng thì căng thẳng thôi. Lúc trước đi thi tuyển chọn cũng không căng thẳng như vậy. Anh nói đi, nếu em hát không tốt, mấy vị giám khảo đó không quay ghế lại thì sao? Em Đường Đường là một đại tiểu thư của Đường gia. Em lo lắng mấy cái chuyện đó làm cái gì hả? Bên cạnh em lại còn có thêm một nhà ảo thuật gia nổi tiếng nữa chứ. Cái đó gọi là song kiếm hợp bích, chẳng có cái gì không thể hết. Anh sẽ đợi em chiến thắng trở về hả? Nè, mẹ Khả Lạc, em thấy chưa, Khả Lạc này thích em đó hả? Bà Khả Lạc, đợi em thi xong chúng ta đưa Khả Lạc về nhà có được không? Được rồi, nghe theo em hết. Được không nè, Khả Lạc? Nói câu gì đi chứ. Ghét anh lắm. Ghét anh lắm hả? Anh à, anh còn ghét em hơn nữa đó. Khả Lạc, sửa đi, sửa đi. Ôi trời. Há miệng ra. Cắn đi, cắn đi Khả Lạc, cắn đi. Đâu, cười lên cái đi Khả Lạc, cười lên đi. Ok, còn giống mẹ con thiệt. Cái gì chứ? Cũng có chút giống anh. Cười lên nào, cười lên. Thì ghét quá. Đáng ghét. Nè, xuống đi. Chúng ta còn tới công ty làm gì vậy? Phương tổng biết em tham gia cuộc thi giọng ca lôi cuốn, sợ sau này em nổi tiếng lại không cần tới công ty nữa, đang chuẩn bị định hót em. Chuẩn bị cái gì chứ, hủy hợp đồng luôn đi. Thôi đi, bây giờ tiền bồi thường hợp đồng em cũng không đền nổi, hơn nữa Tony còn là quản lý dưới công ty của họ mà. Ê, bây giờ tôi đi theo cô nhảy tôi cũng nhảy luôn. Bây giờ tôi không phải là tôi của ngày trước nữa, công ty bất nhân tôi không thể bất nghĩa, dù sao cũng là công ty lăng xê tôi. Cũng may còn có hai người ở bên cạnh, nếu không thì tôi cũng không biết làm sao luôn. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, đi thôi. Đi, đi. Quả quả, quả quả, quả quả, quả quả ơi, quả quả, quả quả, các bạn tên cho tôi với. Lần này thì không chỉ có chúng ta đâu hả? Bỏ không ít tiền ha. Bỏ không ít gì chứ, không phải là tôi làm, tôi không biết. Không phải cậu làm sao? Ủa? Chúng tôi mà yêu cô nè. Quả quả hai em gái tôi nằm bệnh viện suốt 3 tháng liền, là nhờ giọng hát của cô khiến nó cảm thấy ấm áp và ánh sáng đó. Cho dù sau này cô có hát được nữa hay không, chúng tôi vẫn luôn ủng hộ cho cô. Quả quả, học sinh của tôi rất thích giọng hát của cô, rất ngọt ngào. Khi chúng tôi muốn làm bài tập đều nghe nhạc cô để thư giãn. Quả quả, cô hãy làm chính mình, chúng tôi luôn ủng hộ cho cô. Cảm ơn. Quả quả, tụi chúng tôi ít người thôi, nhưng chúng tôi hy vọng có thể trở thành niềm tự hào của cô, và cô cũng thành niềm tự hào của chúng tôi. Đúng vậy, đúng rồi. Ôm cái đi. Quả quả, thấy chưa, mặc dù trên mạng có rất nhiều hay phát, nhưng mà đôi mắt quần chúng vẫn tin tưởng lắm. Mọi người có lạnh không? Hay là vào trong ngồi một lát đi ha. Được rồi, đi đi đi. Quả quả. Quả quả, nè, đừng khóc nữa ha, mắt sẽ bị sưng đó. Tony, anh mau đi ra tiệm kiếm loại mặt nạ mà tôi hay đắp mua về cho tôi đi. Đường quả quả sắp được tái sinh rồi. Tôi nhớ ra là có chuyện, bây giờ phải đi gọi điện thoại một chút. Anh ngồi với cô ấy nha. Chuyện gì vậy hả? Chuyện của chị anh. Tôi sướng. Em. Em gì mà em? Chị anh á và Trịnh Sở sớm bye bye rồi. Không phải chuyện đó. Lát anh gọi điện nói cho Trịnh Sở biết là em có anh rồi, không cần anh ấy nữa. Kêu anh ấy và tôi mang đấu trí đấu dũng với nhau đi. Được rồi. Có vài món fan kêu gà mà cô đã vui sướng tới vậy, thiệt không giống như tính cách của cô nha. Làm sao vậy? Có phải là vì trầm lắng quá lâu được không? Ê, dịp lại xa cô đừng kêu ngạo quá có được không hả? Cô muốn gì? Đánh nhau hả? Được rồi Tony, đi thôi. Nói đi chứ, bị câm rồi hả? Dịp lệ xa, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cô. Tôi hy vọng cô rút được bài học từ tôi, trân trọng mọi thứ hiện đang có. Tony, đi. Sống cho hiện tại. Sao lại không cãi chứ? Thiệt là chán ngắt.
Anh có biết là đứa con trong bụng cô ta có nguồn gốc từ đâu không hả? Nó có lại là thế nào không? Đó là do Tô Mang mua về đó. Tới ba ruột của đứa bé trông thế nào cô ta còn không biết nữa kìa. Anh nói xong chưa? Em không ăn, em đã nói là không ăn. Sau này anh không cần phải làm cho em nữa, em không cần. Ra ngoài. Ra ngoài. Anh ra ngoài đi. Anh ra ngoài đừng lo cho em nữa. Thả em ra. Anh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Một tình yêu không được chúc phúc sẽ không hạnh phúc đâu. So với anh thì em yêu con mình hơn. Tùng à, em nhảy, tôi nhảy. Mr. Sơn, chị đang làm gì vậy? Em có chuyện muốn nói. Tôi sướng. Trong nhà có chuyện gì vậy? Chị đã thu dọn hết rồi mà. À, còn nữa, mảnh giấy trên bàn có phải em viết không? Mảnh giấy hả? Mảnh giấy nào ta? Không phải, không phải, không phải. Đừng có giả vờ không biết. Em nghĩ chị không biết sao? Em sợ viết tiếng Trung chị nhận ra. Mày đặt viết tiếng Anh cho chị. Còn đề là Mr. Sở nữa. Cũng chỉ có trình độ tiếng Anh của em thôi. Em chỉ truyền đạt lại lời của anh Sở thôi. Nghĩa là sống chết bên nhau đó chị. Cái người mua nhà còn dặn chị là không cần phải dọn đi vội đâu. Khi nào họ kêu dọn thì hắn dọn, đừng có gấp. Sao em lại quen người mua căn hộ này chứ? Không phải, em không có quen. Hôm nay em đi ra ngoài thì có gặp mấy người tới coi nhà đó mà. Họ nói sau khi mua nhà xong sẽ ra nước ngoài mấy năm. Sợ nhà bị bụi nên cũng không cần chị phải dọn. Đã có ý định ra nước ngoài sao còn mua nhà? Chuyện đó không phải là của mấy người nhà giàu hay làm sao? Giống như chị mua đôi giày mới nhưng mà lại không đi nữa đó thôi. Em cúp máy đây. Đừng cúp, qua đã. Hả? Tôi sướng. Ở trong cuộc đời này có thể gặp được người mình thích không phải dễ dàng. Nếu như em đã xác định sẽ ở bên cạnh Quả Quả thì phải biết giữ gìn đó. Alo chị à? Trịnh Sở, con định khi nào thì từ chức? Cô cũng biết quyết định này đối với con mà nói rất khó, nhưng đối với một người đàn ông, điều quan trọng nhất chính là tiền đồ, con phải hiểu cho nỗi khổ của cô chứ. Hành trình của ngài Mỹ lần này con đã làm rất tốt. Lãnh đạo của công ty bây giờ cũng có cái nhìn rất khác về con rồi. Con yên tâm đi. Chỉ cần một ngày cô đây chưa chết thì cô nhất định giúp con ngồi vững vị trí này. Cô à, đừng có nói nữa. Cô biết là bây giờ con không nỡ rời bỏ công việc này. Và Tô Mang nữa. Nhưng mà Tô Mang đã rời bỏ con rồi. Bất luận thế nào, cũng mong là con hiểu rõ tương lai ngài Mỹ sẽ là của con. Chỉ khi con tiếp nhận ngải Mỹ thì cô mới có thể an tâm trở về chữa bệnh. Được rồi, cô yên tâm đi. Con sẽ tự chức. Alo. Alo, nè anh Sở à? Mấy bữa nay nói chuyện với chị của em cứ thấy tâm trạng của chị ấy không có tốt lắm. Em cảm thấy không phải là chứng trầm cảm của bà bầu đó chứ. Vậy là ý gì? À, chị ấy nói chuyện với em nghe cứ như là dặn dò trăn trối hậu sự vậy đó. Sao em cảm thấy chuyện không hề đơn giản chút nào? Yên tâm đi, chị cậu không yếu đuối vậy đâu. Cô ấy vì đứa bé sẽ không làm bừa. Thank you.
Anh nấu bữa tối cho em rồi đó, qua đây ăn đi. Không đói. Alo, sao vậy? Chị Linh, em quyết định rồi. Em quyết định thật rồi hả? Chẳng trách Trần Gia Minh nói em, cái tánh cứ gặp chuyện là chạy trốn của em, tới chị cũng không nhìn ra nổi. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Với mọi người đều tốt, với Trịnh Sợ cũng tốt. Không phải anh ta sao? Sao em biết thế nào là tốt với anh ta được chứ? Chị cứ cho là em hèn nhát đi. Dù sao em nhất định phải rời khỏi đây. Nếu không em không thể kiên trì nổi nữa. Chị khuyên em không có nổi. Quyết định này là đúng hay sai thì sau này sẽ biết thôi. Bên phía công ty của em không cần phải lo, chị sẽ giúp em giải quyết. Em chỉ cần bàn giao lại công việc của mình là được rồi. Cảm ơn chị. Ngốc quá, cảm ơn cái gì chứ. Tạm biệt. Thank you.
Dù có thế nào mày cũng phải giúp tao, có nghe chưa? Lát nữa có gặp Tô Mang, mày phải nói là Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Mày có nghe không vậy hả? Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Quán quán. Nè. Bá tước, qua đây. Nè, qua đây. Ngoan, qua đây, qua đây. Nghe lời, ngoan lắm. Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Đồ ngốc. Em phải đi rồi. Em nghĩ sau này anh nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn em. Em chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh thôi. Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Bá tước, về nhà đi. Tạm biệt. Mày làm gì vậy? Tô Mang, Trịnh Sở yêu em. Sao mày quay lại làm gì? Sao mày không đi đi? Về nhà đi được không? Nghe lời đi. Rồi 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 rồi. Mày nói tao nghe coi, cổ nói gì với mày hả? Đồ ngốc. Trời ơi, sao mày mắng tao? Tao hỏi mày là cổ nói gì với mày? Đồ ngốc. Thôi 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 thôi, tao sợ mày rồi hả? Cô ấy nói gì hả? Đồ ngốc. Đồ ngốc. Là mày mắng tao hay là cổ mắng tao vậy? Đồ ngốc. Đồ ngốc. À được, là tao ngu ngốc. Ừ. Thank you.
Em thích đi giày búp bê như mấy cô gái trẻ từ lúc nào vậy? Thì sao chứ, em không thể đi sao? À được được được, mua 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 thì mua ha. Em mua. Không lẽ anh mua sao? Trả anh hộp cơm nè. Ăn hết luôn rồi sao? Không ăn, đổ đi rồi. Rửa sạch vậy còn nói là đổ đi. Em không thể bỏ đi rồi rửa sao? Nói không ăn là không ăn, phiền quá. Anh biết thật ra em cũng vì chuyện của Trần Gia Minh nên tâm trạng không tốt. Tối nay... Tô Mang, cô có nghe tôi nói không đó? Tình trạng hiện bây giờ của cô không tốt, giống hệt với vợ của tôi trước kia. Tôi cũng đã đưa cô ấy đi chơi khắp nơi khắp chốn, cho tới khi có chuyển biến tốt thì thôi. Rốt cuộc anh muốn nói gì hả? Từ chức? Anh đưa tôi đi chơi sao? Bây giờ cô cần nghỉ ngơi, dừng hết mọi công việc. Vào đi. Anh tới đây làm gì? Báo công nhận thưởng hả? Hành trình gãy Mỹ làm tốt lắm. Tôi sẽ báo cáo với công ty thăng chức cho anh. Không cần phải nói khó nghe như vậy. Hạng mục gãy Mỹ này cũng có công lao của em. Trước nay tôi vẫn nói chuyện như vậy, anh cũng đâu phải ngày đầu quen biết tôi. Để chúng tôi nói chuyện riêng một chút. Không cần đâu. Có gì cứ nói đi. Anh muốn từ chức hả? Từ chức hả? Đúng vậy. Anh muốn rời khỏi đây. Nguyên nhân? Tôi không còn lý do để ở lại đây nữa. À, đúng rồi, tôi cũng quên mất, anh là người thừa kế của Ngải Mỹ. Không cần phải luyện nghề ở đây nữa. À, du lịch Ngải Mỹ là bàn đạp của cậu. Nếu thành công, cậu sẽ thăng tiến. Cậu sẽ trở thành người kế thừa của Ngải Mỹ, đúng không? Anh muốn nghĩ sao cũng được hết. Tô Mang à, lúc ban đầu khi cô nhận chức giám đốc bộ phận, nếu không ngăn cản tôi từ chức, thì có lẽ bây giờ mọi người đã vui vẻ hơn. Đơn từ chức trực tiếp đưa tới phòng nhân sự, không cần phải đưa cho tôi. Chỉ không bao lâu nữa tôi cũng sẽ đi khỏi đây. Cô muốn đi đâu? Nghe theo lời phí tổng, đi dễ quen một chút. Nếu không cứ tiếp tục như vậy thì khó bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra. Thực ra nếu cô muốn ra ngoài chơi thì tôi có thể đi cùng với cô. Trịnh Sở, đi đi, ra ngoài nói lời tạm biệt với mọi người. Người phụ nữ của tôi tự lo được. Cô làm như vậy là quá dữ dàng. Được rồi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã không thấy chân cô ấy ở đâu rồi. Tại sao đùi và bắp chân lại thô thế vậy không biết. Cô hay lắm thì sao chứ. Anh nhìn đúng quá đi. Người phụ nữ đùi sao với tôi. Bắt đầu từ hôm nay, Trịnh Sở sẽ rời khỏi công ty rồi. Rất nhanh sẽ có người tới thay chỗ anh ấy. Trịnh Sở, anh bàn giao lại công việc cho mọi người đi. Bàn giao xong thì có thể đi. Ê, không phải,
anh Sở, sao anh lại nói đi là đi? Bộ có chuyện gì hả? Đúng vậy anh Sở, nếu có gặp khó khăn gì cứ nói với mọi người, bọn em có thể giúp cho anh. Sở à, có phải vì Tô Tổng? Được rồi, mọi người đừng đoán nữa. Rời khỏi đây tôi sẽ có một tương lai sáng hơn. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là một Trịnh Sở hoàn toàn khác. À phải rồi Dây Dây, câu vừa rồi cô nói là tôi tặng cô mới đúng đó. Sau này có khó khăn gì cứ tìm tôi nha. Ừ? Trịnh Sở à, trước giờ tôi vẫn chưa nói lời xin lỗi anh. Trước đây tôi cứ luôn nói xấu sau lưng anh, lại còn cùng tên khốn hanh hách đó chống đối anh. Tôi xin lỗi anh nha. Được rồi mà, tôi quên lâu rồi. Nè các anh chị em, hẹn gặp lại trên giang hồ. Anh Sở à, rảnh nhớ tới thăm chúng tôi nghe. Sao mà đột ngột quá vậy anh Sở? Anh nhớ liên lạc thường xuyên nha. Nòng cốt của chúng ta đi rồi, chúng ta phải làm sao đi? Xin chào giám đốc, tôi là Trịnh Sở, mới đi công tác về. Ella nói cô có việc tìm tôi. Sao lại là cô? Trịnh Sở. Nè được rồi mà, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Trịnh Sở, anh cũng có gì muốn hỏi sao? Giải thích sao? Nhìn tôi đi. Một người phụ nữ đã ly hôn còn là một thai phụ, còn anh thì có khả năng sẽ trở thành một người thừa kế của tập đoàn Ngải Mỹ. Nhìn thế nào cũng không hợp được, đúng không? Em coi thường anh quá rồi. Những lời em nói sẽ không có ai tin đâu. Không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nè, anh Sở. Sao hai người ở đây? À, tụi em đi dạo quanh đây, nhân tiện muốn ghé thăm anh với chị em. Ờ. Còn anh đi đâu đó? Anh về nhà. Hả? Không làm việc nữa hả? Thôi việc rồi. Thôi, vậy chị em đâu? Bà chị già đó bị làm sao vậy chứ? Em đã không tính toán với chị ta còn làm loạn nữa. Chúng ta đi tìm chị ấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Chuyện của anh không cần hai đứa lo. Anh không sao hết. Nhìn coi, hai đứa còn bọn hạnh phúc quá ha. Muốn làm cho anh chối mắt đây mà, đúng không? Cái này là quan tâm tới người độc thân một chút. À đúng rồi anh Sở, chuyện của anh và chị em á, cứ để em lo cho, anh cứ yên tâm đi ha. Anh nghe nói em bán tiệm ảo thuật rồi, sau này tính sống sao đi? Cái này anh không cần phải lo đâu, Tô Sướng em đây là ai chứ? Em chỉ cần làm ảo thuật trong mấy phút thôi là kiếm được cả đống tiền. Đúng vậy, em có thể để Tô Sướng nhà em ngủ ngoài đường sao? Ủa rồi đó hai đứa. Đúng rồi anh Sở, hai ngày nữa em thi rồi, anh có đi không? Ôi, anh sắp sửa thừa kế Ngải Mỹ rồi. Nếu em muốn gặp chủ tịch anh đây phải gọi điện trước cho thư ký đó. Có sự nghiệp là quên hết tình nghĩa được mà. Rồi. Tôi Sướng, Trần Gia Minh thật sự đi rồi à? Đi thật rồi, nếu không thì sao? Đợi em đánh hắn à? Hắn về bên anh rồi. Đi rồi thì tốt. Vậy chị còn muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Nếu hai đứa có thời gian ở bên cạnh cổ nha. Nghỉ ngơi, sao em lại không biết? Đi nghe. Nè. Đi thôi. Hôm nay cổ ra tay hơi nặng nữa, làm đau muốn gãy cổ luôn à. Sao vậy? Mới một chiêu đã không chịu nổi hả? Được được, coi như cậu lợi hại được chưa? Ê, cậu với Tô Mang sao rồi? Còn sao nữa. Thời gian lúc trước thì lúc nóng lúc lạnh với tôi. Từ khi cô tôi bắt tôi phải chia tay với cổ tới giờ, thái độ với tôi cứ luôn khó chịu. Hơn nữa cô ấy cũng bán nhà rồi, còn nói muốn nghỉ phép đi du lịch. Tôi nghĩ tôi không còn cơ hội nữa. Ừ, đúng vậy. Giờ lại thêm cậu nghỉ việc thì giờ hai người như hai thế giới khác nhau. Cơ hội ở bên nhau vốn đã khó, nay càng khó hơn. Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Nói an ủi tôi một câu mà cô chết. An ủi cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói những đôi yêu nhau thế được cũng với nhau? Được. Cô của cậu sắp sửa về bên anh rồi, đợi cậu tiếp quản công ty. Cậu một tay che trời, nếu cậu muốn ở bên Tô Mang ai dám ngăn cản cậu? Tôi nói những lời này cậu có tin được không? Trình Sở, tôi không ngờ rằng có một ngày phải đi giành phụ nữ với một đứa bé chưa chào đời. Ý cậu là sao? Cô ấy không tin tôi thật lòng yêu thương đứa bé. Tôi cũng không tin luôn. Cậu không thể nói câu nào khiến tôi dễ chịu hơn chút sao? Rồi giờ sao? Tôi còn nợ một ván mà. Nè, đánh thêm ván nữa. Ý tốt của cậu tôi xin nhận ha. Ngày mai tôi còn phải đi nhận chức, bị đánh tới thâm tím mặt mũi, tôi sẽ mất mặt lắm đó. Uống rượu với tôi đi. Đi. Cái gì? Chị thực sự muốn về bên anh sao? Em nói nè Tô Mang, ban đầu chị nhất định cướp Sở Sở từ tay em, bây giờ chị bỏ rơi anh ấy là ý gì đây hả? Đây chính là nghỉ ngơi mà chị muốn nói sao? Trong nước có gì không tốt chứ? Tại sao cứ phải chạy qua anh sinh con? Hơn nữa thầy phụ thì không thích hợp ngồi máy bay đâu. Không sai. Sai rồi. Nghĩ ra lý do tốt hơn để lừa chị đi ha. Bây giờ chị định chạy trốn hả? Chỉ là chủ tịch tập đoàn Ngải Mỹ thôi mà, cô ấy mới dọa chị một câu chị đã sợ chạy rồi sao? Hơn nữa là Trịnh Sở chọn Giang Sơn hay là chọn Mỹ Nhân, chỉ cần một câu của chị là xong. Quả quả, chị không phải là em nên dùng chiêu khích tướng với chị vô dụng thôi ha. Còn nữa, chị cũng chưa đồng ý cho em với tôi sướng ở bên nhau đâu. Trừ phi em phải giống như nó, khách sáo gọi chị một tiếng chị. Gọi chị đi. Chị đừng học đánh lạc hướng em nha. Bây giờ em sẽ nói chuyện anh Sở với chị. Chị nhẫn tâm vậy sao? Khó khăn lắm chị và anh ấy mới xác định được tình cảm, bây giờ lại chia tay, thật là đáng tiếc lắm á. Chị à, chị nỡ rời xa anh ấy, nhưng mà chị có nỡ xa em không? Chị ở anh mấy năm em đợi chị, mà chị chỉ ở đây có mấy tháng thôi. Chị mà đi là em thành cô nhi liền. Đúng vậy. Em bao nhiêu tuổi rồi? Hơn nữa, bây giờ bên cạnh em còn có Quả Quả mà. Sao thành cô nhi được? Chị đừng có trông mong với em. Em mặc kệ anh ấy luôn á. Chị coi. Nói chung chị đã quyết định đi rồi, có nói gì cũng vô dụng. Vậy chị đã nói với anh Trình Sở chưa? Nếu như bá tước đủ thông minh thì anh ấy chắc cũng biết rồi. Cái gì mà bá tước với lại thông minh hay không thông minh? Ê, nếu như chị đi á thì qua sinh nhật rồi hãy đi, không thì chán dữ lắm. Cũng được. Trước khi chị đi cũng muốn chia tay mọi người một bữa. Vậy chị có mời anh ấy không? Anh ấy muốn tới thì tới thôi. Bắt trói anh ấy đem tới đây. Cậu nói sang sang rồi tự sát à? Không đúng, cô ấy tuy có chút nóng giận nhưng mà không tới nỗi như vậy. Có phải cậu làm gì có lỗi với cổ không? Ai hả? Ai hả? Ai đòi tự sát vậy? Tôi có quen cô ấy không? Đã từng gặp chưa? Nói nghe Jenny à, hai ly này tính vào phần của tôi nha. Ý của cậu là sao chứ? Tôi với cô ấy chỉ là bạn, cái gì mà có lỗi với chẳng có lỗi. Tôi vốn định tỏ tình với Hiểu Thu, nhưng giờ Sang Sang làm lại như vậy khiến tôi không thể đi tìm cô ấy. Sang Sang thích cậu, đâu phải cậu không biết hả? Cậu bị EQ thấp hay là IQ thấp vậy? Bạn bè hay tình nhân cũng không phân biệt được. Tôi bây giờ cậu nói vậy có ích gì chứ? Ok, cũng đâu thể trách cậu. Ai biểu họ lại là chị em ruột chứ. Sang Sang